Hello mọi người ơi, sáng nay ăn sáng một ổ bánh mì với mấy củ sắn. Việc ăn sáng mình một lần ăn có say không, có đau đau không, mà thấy lần lần trước ăn sáng xong đau đau, ngủ độc không, sáng là có độc mà. Sáng nay trời rất là đẹp, sáng mùng 2 tháng 9. Sáng mùng 2 tháng 9 đây, chúc mọi người một ngày mùng 2 tháng 9 thật là vui vẻ nha. Vợ chồng mình đợi hết lễ rồi, vợ chồng mình đi chơi một chút. Trời hôm qua và hôm nay cũng mặc mát đã đỡ. Đỡ tốn điều hòa. Đêm qua bật điều hòa tí ngủ rồi khuya cái tắt. Còn 7 8 ngày nữa ông Dustin về Mỹ rồi. Mình với ông sẽ đi chơi một chút. Trời ơi, đi về Việt Nam 7 8 tháng rồi mà chưa đi chơi đâu nhiều luôn. Đi chơi một chút thì chắc là đi quán Huế thôi. Sẵn cái loại sừng bự này thì mình không thích lắm, mình thích sẵn chắc chắc hơn. Gió mát quá mọi người ơi, mọi người thấy cái rống không? Một lần mà được gió như thế này, mình mở cửa sổ ra, mình ngồi ngắm cảnh, mình hóng gió, tức là tuyệt vời, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Sáng nay phá Tam Giang rất là nhiều nắng, tàu thuyền vẫn qua lại, các chú không nghỉ lễ. Sáng nay mấy em hoa này vẫn nở nha, mấy em này, tức là cái loài hoa này từng Việt qua là gì? Bên Mỹ người ta gọi là cái gì đó, Mexican Mexican gì đó. Cái loại này bên Mỹ người ta khuyên là đừng có nên trồng, tại vì nó sống rất là dai và nó mọc rất là nhiều, nó chiếm hết đất đai, nó diệt hết mấy cái cây khác. Exactly what you do when you're ready to talk to me. Ambulance. You better get all the ma you can while I'm here, because you're gonna miss me in 8 days. This is dessert. I'm heck, I need dessert die. Oh, the breeze is nice. What you doing? Dần không muốn đi chuyền. Đừng muốn đi chuyền. Chắc là cái sữa. Mời mọi người ăn cái này quay thanh tra, phải thanh tra hay bưởi, chắc thanh tra cũng từ rằm tháng 7 còn lại nè, cũng khá là ngọt mọi người ơi. Mà trống không ngọt thì phải là ngọt, mà điều nó chua là được rồi, còn có hơi chút chua thôi. Ăn ăn chậm với muối là ok rồi. Mời mọi người ăn nha. Mọi người ngắm những đám mây trên phá Tam Giang nha. Chiều nay thì mây rất là nhiều, và mình đặc biệt là thích những đám mây bự 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 bay lượn như thế này. Khi mà quay nhanh thì mới thấy hoạt động của chúng ha. Rồi, hết rồi. Hello mọi người ơi, như vậy Dustin hôm nay đi đi phố chơi. Đem vòng tay lên cho mấy em. Đừng cầm đi này thôi trong lòng. Đừng thank you. Đừng lên nói làm thêm mỡ nữa mà ấy, nhưng mà ông Dustin còn 7 ngày nữa. You stepping on something. Ông Dustin ông còn 7 ngày nữa ông về Mỹ rồi, cho nên thôi đem lên cho mấy em rồi. Rồi vài bữa mình làm thêm nữa thì mình đem lên thêm sau. Còn hiện giờ là cũng được khoảng
60-70 cái vòng. Rồi đi đi, nhanh lên đừng mà nói nhiều. Lên đường nào. Đang ở gần chợ Đông Ba nè, ở bên kia chợ Đông Ba. Đi chơi. Đi mua bánh cái đã. Bữa trưa nặng quá. Đi mua bánh ăn. Nice. Các bạn ơi, look how much moolah cái đồ mover spent cho lần đầu như tiền. So. Trời ơi, 73.000 của người bạn 73.000. Ôi, bây giờ qua công viên ăn. Ăn xong rồi đợi quả giá trưa ăn cải đấy qua nha, nhà hàng cháy ăn. Tại vì biết sao không? Nha, hôm nay ngày rằm nữa. Cho nên cửa hàng cháy rất là nhiều người. Nặng quá, bây giờ nặng trời nặng quá rồi. Hôm nay còn nhiều máy làm chứ mình nắng. Nó chấm cống tê lắm. Nhưng mà còn hơi nặng. Ôi ơi, giá không nhiều mà. Người chuẩn bị 8 tháng. 8 tháng. À, có công viên ngồi ăn cái bánh uống mình được rồi thôi. Ngắm cảnh thôi, ngắm cảnh sông Hương. Rồi rồi khoảng 1 giờ mấy rồi qua ăn trưa luôn được thôi. Bây giờ nhà hàng cháy con đúng quá. Just take one that you want and put the rest in the trunk. I may want more than one. Nóng hay. Thằng lăng nè, thằng lăng nè. Wow. Better be careful because he may eat you the maw. Sao đó? Eat you the maw. Eat the maw, Dustin. Eat your maw. Sông Hương, dọc sông Hương ở bên bờ bên này và bờ bên kia có mấy cái công viên cũng khá là ok mọi người. Mình rất là thích nha. Những cái đám máy bự chứ. Rất là thích đám máy bự. Cái kìa bạn đi không lắm ngang lắm. Bữa nay cái gì mắc thì thế. Còn nhỏ nó nữa còn lớn, trong này có kem mà. Có kem hả? Có. Có không? Đồ phô mai. It's okay. Có phô mai. Phô mai is not cream, it's phô mai. Mặn mặn ngọt ngọt một chỉ thôi mà mặn mặn. Nó sao á? Hình như nó làm không có á. Nó sao thành khổ. Is it? A little bit dry. Cái bánh này không lắm ngang, đạn đông tiền. Cũng thấy nóng ngon. This is always good. Cho em mà bấy. Okay. This one's very good. Yeah. Nhân rộng mà. Đi ngắm sông Hương. Đến sông Rồng nghe cá Huế. Đó là một cái hoạt động du lịch ở Huế nha. Mình đi chắc khoảng được 1-2 lần gì đó ha. Ông Dustin chưa đi lần nào. Công viên này cũng khá là mát.
Ôi trời ơi, lần đúng mọi người ơi. Hôm nay ngày rằm. Hôm nay ngày rằm cho nên thiên hạ tới ăn chay rất là nhiều. À, đúng dễ sợ. Oh, you got two of them? Be down, be down. You want to get this, give this to Mu Jun? Yeah. So that she can enjoy. Xin mời. Cũng khá là ngon. Oh, yeah. Ay, yo, 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 yo. Yo. I really like this drink. Hope I don't itch. Dĩa cơm của mình nè. Cơm chiên của ông Dustin chưa ra. Không sao. Chiên. Ngon không? Vừa đó. Chi. Look at way over there in the corner. Hả? Con mèo à? Con mèo mới ra rửa. Thành viên vậy. Cái đừng có mèo nó một trấn ơi. Rửa cái mãi lắm lắm cái hệ chuột. Giờ chứ nuôi ra nó đừng nuôi. Nó có hẳn thêm cách chứ hệ chuột hết á. Con mèo nó đem cái bi nó ra. Ta đem cái bi nó ra. Thôi bỏ ngoài đi thôi. Lâm nha ngoài đi trong. Ta nói đi á. Ăn xong rồi bố đọng năm cái tệ thì ăn xong rồi bố đọng năm tưởng chứ có ai mèo mà mắc đuối giống như chó rồi xin mốt rồi đấy mà chờ mèo hoang đẻ chết trời có người bắt con rồi bắt à đập anh ấy chưa học skinny bố mà mắc đuối chứ này đi vô mà đi tới đi lui thầy tao đi ra cái lưng mắc đuối chứ này thì mắc đuối giống như chó rồi á. Hi baby, look at the eye, beautiful huh baby ơi. Chỗ này nghe chưa, chỗ này là chỗ ngủ nghe chưa em chị hè đặt em tên chị hè đó ngủ con cái chỗ này là chỗ yên nghe chưa trời ơi ngon lắm thôn thon đặt à đặt tên chị hè đặt tên teo trả cho luôn hãy teo ấy. How about vô thương? Vô thương. Người dẹp trả đất tính đang có vô thương nè. Chào buổi sáng mọi người nha. Mới ngủ dậy cũng trời ơi bây giờ mới có 6 giờ sáng à, ngủ dậy được cũng 15-20 phút rồi ông đất tính ông sáng nay ông đi chui răng. Để mà chuẩn bị về Mỹ. Con bộ ngày nữa là ông bên Mỹ rồi ơi, trời ơi mình buồn quá. Ông mua đồ ăn sẵn cho mình nè. Sẵn nè. Một ổ mì. Ôi sáng nay trời mát dễ sợ luôn. Đêm qua dậy 2 giờ tắt điều hòa. Sau đó ông Dustin khoảng 5 giờ ông mở cửa. Mở cửa gió mát ghê luôn. Bữa nay thằng Chín nó hy vọng trời mát thôi tao nói nóng chứ không nổi. Sáng nay phá tâm giang nè. Mày em hóa 10 giờ của mình vẫn còn ngủ nha. Mày em chưa nở đây. À, cái thông hang bên đó để mà đem mình Mỹ về bây giờ lại cái thông đó lại để bỏ đồ mua ở Việt Nam rồi gọi lại về Mỹ. Hôm nay để gọi hàng chắc gọi thông lại. Bây giờ gần 7 giờ rồi, hồi nãy giờ mình quẹt cái phòng gấp ra gấp men. Giờ đi ra tập thể dục một chút nha. Tối nay bữa nay tăng cân cho lại kiêng ăn rồi tập thể dục. Nhưng mà tập được một bữa rồi nghỉ 4-5 bữa. Sáng nay xiên cảm thấy xiên cho nên đi tập tiếp. Ra đằng đây trời ơi cái cây dừa gì đây dừa gan à dừa hậu nó mọc lên mà sao nhưng nó chết rồi nó còn được trái béo bây giờ nó chết tươi hết rồi chết tươi nghe ghê quá nè hoa xám đẹp thế này mọi người. Cái này nó có cái cửa sổ để nhìn ra phá tâm giang mà mọi người thấy lâu ngày á cửa nó bị gió tạt vào với ấy nó ghế chứ nè. Có cái sản phẩm gì mà chui được cái những cái thứ này không mọi người?
để mình mua về mình chui chứ nhìn ghế quá, mình lại baking soda về mình lại dẫm mà mình trộn lại với nhau mà chui mà nó cũng ra được, cho nên nhìn nó ghế quá. Ai có biết cái sản phẩm nào chỉ cho mình biết vậy nha. Sáng nay trời nhiều mây, gió rất là mát cho nên rất là tuyệt vời. Ơi mình thích những ngày mà gió mát lung lắm như thế này, đã đây luôn rồi nghe. Khỏi dùng điều hòa luôn, dùng điều hòa riết cái nó giống như kiểu viêm họng vậy á. Hôm nay cho nội Dustin đi chui răng, đi một mình giỏi vậy sợ chứ. Răng sạch sẽ đẹp đẽ, gần về Mỹ rồi, đếm ngược còn mấy ngày nữa, 5 ngày nữa, không kể ngày ní nữa là 4 ngày thôi. Không, 5 ngày nữa, ngày mai là 4 ngày nữa. À, ngày mai 14 ngày à. Đi đếm ngược từng ngày tội nghiệp, xa vợ có buồn không chú? Nhớ giống chưa? Chưa nhớ. Nhớ cái mặt đẹp trai, nhưng mà một lần cào rau cào ría là kìa, có nói xả đầy kì nhà vệ sinh, xả đầy tóc tai đầy là bắt vợ dọn. Ông dọn sạch đâu nè, ông dọn rồi mình vào là mình thấy gác của mặt là mình phải dọn lại đó, mà cái điểm mình không nhớ. Ông về là mình ở phòng một mình là cái phòng sạch sẽ, còn có ông là cái phòng đầy lông đầy tóc. What you gonna miss about Emma? Mở hồ hồ. Mở ai hồ hồ hơn kìa? Shifu. Ai là Shifu? You là Shifu. Trông là đệ tử à? Ừ. Chả đệ tử mới giỏi hơn Shifu nữa đâu. Nghe chưa? Đệ tử mới giỏi. Ê, đệ tử khi mà cầu ráo đập dái nha. Cầu rau cho mẹ coi, không cho như coi, đi đi. Cầu rau cho mẹ coi chứ không phải cho vợ coi à? Đâu. Dễ sợ chứ. Yêu mẹ hơn vợ. Ừ. Ủa, yêu chim bồ câu hả nè, kia đâu? Đang ngồi đợi hàng tới. Yeah. Đợi Shopee. All of the Shopee drivers biết thằng Tài, because my wife buys so much. Oh. Already $400 in. Này, đang đúng mà lão $200. Đúng mà lão tuyết, ai lão tuyết lia. 200 thôi cho nồi, lên kia mà 400, 200 đô. Mẹ, nhi mua nhiêu đô không? Nhi mua 400 đô rồi, Shopee. Hôm nay lão chưa? Dạ, mẹ không nói chi hết vì nói vì thằng Tài là thấp. Tài nói thật. Mẹ nói gì hết vì thằng Tài nói thật. Không muốn là lô mò, nghe cái lô mò. À, mở miệng ra là cái lô mò này, cái lô mò kia, tới khi đi Mỹ rồi gọi ai nói chuyện á, vợ không thèm điện thoại, vợ không thèm bắt máy chứ, ngồi đó mà cái lô mò. You call me, I'm not gonna pick up. You're hot? I'm not gonna pick up, so you're gonna wait and see. Don't play that game with me. You think you're gonna get a Shopee allowance? Do I need an allowance? No, yeah, I am the bank here. Yeah, no, you need a Shopee allowance. Because you spend too much money. You get $20 US dollars a month. That's it. And like I said, it does not compound. Ông nói ông về Mỹ đóng cho vợ 20 đô một tháng để mà mua sắm trên Shopee thôi. Trên Shopee thôi. Đi mua nhiêu nữa? Một ngày là này, vợ nói cho mình nghe, vợ là Bank of America, so vợ là ngân hàng quốc gia Hoa Kỳ. Vợ, I'm gonna take all my money out of the Bank of America. I still have a lot of my money in there. You married, baby, it's our money. Vợ là the Bank of America. Vợ là cái đồ sau of America. Thôi chào các bạn, tạm biệt các bạn đi nè. Không nói gì hết, các bạn chưa cho tiền cho thằng ra xong rồi mũ đấy. Mở miệng thấy các bạn lúc này mà các bạn kia cho tiền. Này, tạm biệt các bạn đi. Chào. Và bữa Dustin về Mỹ ra, Dustin đi lục thùng rác, Dustin quay video cho các bạn coi hay. Hay.
No, because you're not going to pick up the phone, you said. So why would I send you videos to make content on YouTube? Em will pick up the phone. Sure. Không muốn nói gì chị ạ. Hồi bữa Dustin về Mỹ là Dustin quay video lục thông rác để cho các bạn coi. Ai nói? Em nói. Yeah, you nói, but... Thôi, bye bye các bạn này. Bye bye đi anh. Bye bye mọi người. Bấm like, đăng ký, chia sẻ video. Giúp vợ chồng mình. Bye bye tê. Mò vừa vừa nhí. Đặt đi. Mệt quá. Bye 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 trước đấy. Không nói gì hết. Cái đồ mất lịch sự. Ai mất lịch sự bất lý ạ. Nói với ba các bạn nhé. Mẹ, nhí đã nằm hô rồi. Đúng mà nói như chiều. I don't know.